ta đang ở đâu đấy? Ôi, cái này là cái gì? Mong là có gì đó ngon. Ôi trời ạ, đây là quả bom sao? Bây giờ nó sẽ nổ mất. Nhưng mà như nó bị hỏng. Ôi không phải, nó có mùi rất là thơm. Để tớ thử nhá. Oh wow, trời ạ, cái này là sô-cô-la này. Thật là tuyệt vời. Wow. Ôi không thể nào mà chịu được. Tớ muốn ăn thêm và thêm nữa. Trời ơi, tớ cũng muốn thử. Không sao, tớ sẽ ăn một mình. Bây giờ á, còn cái cuối cùng, đó là cái đồng hồ, tớ sẽ được ăn nó. Nó cũng rất là ngon, tớ rất là muốn cho các bạn ăn. Ôi, tiếng gì vậy? Trời, cậu nghe thấy không? Ở trong này sao ấy? Ôi không, trời ạ, đây là bom thật rồi. Cứu với. Cứu tớ với. Chuyện gì đang xảy ra đây? Ôi, xin chào tất cả các bạn. Tớ đang nghe thấy các bạn đang gọi tớ. Vì vậy á, tớ đến cứu các bạn đây. Bây giờ tớ sẽ quấn cái này. Quấn cái này là cái gì nữa? Ôi trời ạ, không biết là bao giờ nó nổ nhờ. Mình á, cần phải nhanh lên thôi. Ôi trời ạ, các bạn có biết làm như thế nào để dùng nó không? Ôi, hình như là mình làm hỏng hết rồi. Trời ạ, xin lỗi nhá. Ôi trời ạ, cậu ấy bay xa thế sao? Ôi, thế còn chúng ta phải làm gì? Không sao, không sao, tớ có ý tưởng này rồi, cái này đúng không? Không, cái này không được. Ừ, thế còn con gà này thì sao? Cậu đang đùa sao? Trời ạ, thế còn cái cưa? Không, 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 đừng làm nó như thế. Trời ạ, chán quá. Ô, tớ tìm được rồi, cái này là cái kim, tớ có thể cắt nó. Bây giờ tớ cần phải cắt cái dây phù hợp. Ôi, ý tưởng hay đấy. Ờ, mà đây có nhiều dây quá, tớ không biết chọn cái nào luôn ý. Mary, mong là cái này là được. Ô, trời ơi, được rồi này, tuyệt vời quá. Ôi không, thời gian lại đi nhanh hơn rồi. À, trời ơi, cái gì đây? Ôi, đây là sô-cô-la này, tuyệt vời quá. Ôi, trời ạ, chúng ta cùng xem ai ăn được nhiều sô-cô-la hơn nhá. Nào, để xem. Trời ạ, tớ sẽ không thua đâu, tớ cũng vậy. Ôi, tuyệt vời quá. Nào, bây giờ chúng ta cùng mở nhá. Wow, tớ vui quá, đây là iPhone mới mà. Ừ, tớ cũng có iPhone, thật tuyệt. Ôi, chúng ta có iPhone thật sao? Tớ cũng không biết. Vậy thì chúng ta cùng mở ra xem nhá. Ôi, trời ạ, nó nằm ở trong này hay quá, lại còn có những cái này trên màn hình. Nhưng mà tại sao không bấm được? À, ở đây có này là hay rồi. Đây là sô-cô-la iPhone, thật là tuyệt vời. Ngon quá. Wow, nếu mà của cậu có sô-cô-la vậy thì tớ có cái thật rồi. Hay quá, đến lúc phải làm selfie rồi. Ừ, ý tưởng hay đi chứ. Ê, chờ với. Ê, tôi đi ra đi, cái này không ổn đâu. Thôi được rồi, vậy thì cậu cũng sẽ chờ thôi. À, trời ơi, cái gì thế này? Ôi không, iPhone của tớ làm sao bây giờ? Trời ơi, cậu dọa tớ sao? Úp, trời ạ, iPhone sô-cô-la của tớ đâu rồi? Trời ơi, mong là nó ổn. Không, nó bị vỡ hết ra rồi. Làm sao bây giờ? Trời ơi là trời. À, ý tưởng hay đấy chứ. Ôi, sao vậy? Nào, chúng ta cùng đổi iPhone đi. Ừ, ok. Ôi, cậu lấy cái này đi, còn tớ lấy cái này. Ôi trời ạ, nó bị sao đây? Màn hình vỡ rồi sao? Hỏng hết cả điện thoại rồi. Ôi trời ạ, cậu ấy lại còn ăn hết cả của mình rồi. Nào, trả đây nhanh lên. Ôi, này lấy cái này của cậu đi. Trời ạ, chỉ còn một miếng thôi sao? Oh wow, trời ạ, sô-cô-la. Có lẽ là cái này có thể giúp được thì sao? Wow, trời ạ, tớ có thể làm cái này mãi mãi luôn. Oh wow, Mary may mắn quá. Hay ghen thì im lặng đi. Cái này ngon thế này cơ mà. Có lẽ tớ có thể sửa được iPhone của mình. Đáng để thử đấy chứ. Nào, lấy nào. À, kêu 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 tớ với. Ôi, đây là ý tưởng tôi. Ôi trời ạ, kiểu tóc của cậu kìa. Trông buồn cười thật đấy. Nào, tớ là người đầu tiên nhá. Ôi trời ạ, Kinder của tớ, tớ rất là thích nó. Hay quá, tớ cũng có 6 cái liền. Cái gì? Cậu cũng có sao? Thì ai có sô-cô-la, ai có thật? Hoàn hồ, tớ may mắn rồi, của tớ có thật rồi.
Chúng ta cần phải mở nó ra và thử nó thôi xem nào. Trời ạ, kẹo sữa ngon quá. Bên trong lại còn có kẹo M&M, thật là tuyệt vời. Ôi, như này còn ngon hơn nữa cơ. Wow, tớ cũng muốn. À, tớ cũng có Kinder của tớ mà. Ôi, thơm quá. Yêu ơi, trời ạ, tớ có trứng thật này, thật là ghê tởm. Hả, đáng đời. Này nhá, này không công bằng đâu. Hy vọng là cái tiếp theo nó sẽ là sô-cô-la. Sợ quá. Ôi không, trời ạ, cũng là cái đấy, kinh quá. Trời ạ, đây là cái thứ ghê tởm nhất mà tớ đừng thử. Còn tớ thì rất là thích bởi vì là Kinder của tớ là ngon nhất rồi. Ôi, cái này lại còn có gấu kéo dẻo bên trong này, thật là tuyệt. Wow, trời ạ, kẹo mau chi giờ thật là tuyệt. Trời ơi, tớ cũng muốn ăn một cái. Chelsea, cho tớ thử một cái đi mà. Không. Trời ơi, tại sao lại có thể cho ai Kinder chứ? Ê, cậu tham thế nhở? À, tớ nghĩ ra rồi. Để cái này nhá, tớ có thể trêu Chelsea và cậu ấy sẽ ăn trứng của cậu ấy. Ôi, ăn cái này tiếp theo nhở? Tớ sẽ ăn cái này. Từ từ đã. Trời ơi, vì gì đấy? Ê, cậu không thích sao? À, đó là cậu làm sao? Vậy thì anh nhận lấy này. Ôi không, trời ơi, mặt tớ, cứu tớ với. Ôi, có vẻ như là cái trò này không vui rồi. Yêu ơi, ghê quá đi mất. Bây giờ thì cậu phải ăn hết tất cả cái của cậu. Ôi không, không phải thế chứ. Thôi được rồi, để tớ thử xem nào. Nhưng mà tớ có một ý tưởng tuyệt vời hơn rồi. Tớ sẽ biến thành đầu bếp thực sự đây này. Cậu lại nghĩ ra cái gì vậy? Tớ sẽ lấy quả trứng. Ups. Bây giờ thì tớ sẽ đập nó ra như thế này này. Đấy, tớ sẽ làm với tất cả những thứ còn lại. Và tớ sẽ có trứng rán ngon tuyệt vời. Trông ngon đấy chứ. Mary, cho tớ xin một miếng được không? Không, cái trứng này dành riêng cho tớ. Ê, thôi được rồi. Nào, bây giờ thì tớ sẽ làm cái này. Wow, cao thế nhở, tớ có ý tưởng này rồi. Hả, nhận lấy đi. Không. Như này hợp với cậu hơn rồi đấy. Ôi, trông hỏng hết rồi. Tớ sẽ không ăn cái này nữa đâu. Tớ sẽ bắt đầu nhá. Oh wow, trời ạ, có cái này tuyệt vời. Còn đây là của tớ. Wow, của tớ cũng là cái này. Bây giờ tớ sẽ thử cái này trước nhá. Cái này là cái gì? Trời ạ, tớ sao lại thế chứ? À, tớ hiểu rồi, của tớ có sô-cô-la. Đúng rồi. Ôi, tớ rất là thích luôn ý. Wow, tuyệt thật. Wow, Coca-Cola với cả kẹo M&M, tuyệt vời quá. Ôi, ngon thật đấy, thật là hoàn hảo. Trời ạ, tớ cũng có thể làm được thế mà. Nào để tớ thử. Ai? Kêu tớ với, trời ơi đâu? No. À, trời ơi, trông cậu vẫn cười thật đấy. Này nhá, ở đây không có gì vui đâu. Oops, thật là buồn. Nhưng mà tớ sẽ ăn nốt Coca-Cola của tớ. Không biết là cái này có phải sô-cô-la không? Ôi vơ, khoai tây chiên cũng là sô-cô-la, thật là tuyệt vời. Nào, bây giờ tớ sẽ cho cái này vào miệng nhá. Tớ muốn ăn hết cùng một lúc luôn. Ngon thật đấy. Trời ơi, tớ có thể ăn mãi. Wow, ở đây lại còn có cả cái vỏ cũng ăn được. Thật sao? Tớ cũng muốn thử. Eo ơi, cậu lừa tớ. Trời ơi, cái này không ăn được. Trời ạ, bây giờ tớ không còn cái gì cả. Thôi đừng buồn. Đây, cậu lấy đi, cho cậu miếng đấy. Ô, cảm ơn cậu rất nhiều nhá. Bây giờ cậu là người bạn thực sự rồi. Có vẻ như cuối cùng mình cũng nhận được sô-cô-la vô tận rồi. Chúng ta có thể ăn nó mãi mãi. Ô, có vẻ như trong cái bùn của bạn không có đủ chất lỏng từ trong cái ống nghiệm này. Không, bạn sẽ phá hỏng mọi thứ mất. Mình không làm hỏng cái gì đâu. Ôi, nhìn kìa, có gì đó không ổn với sô-cô-la. Nó đang di chuyển này.
Wow, có một vụ nổ sô-cô-la này. Nhân tiện, toàn bộ khuôn mặt của bạn bây giờ đầy sô-cô-la rồi. Cô bạn cũng thế. Lạ thật đấy, ngay cả iPhone của mình cũng trở nên màu nâu giống như sô-cô-la vậy. Ê, này, đây là sô-cô-la thật này. Rất là ngon đấy nhá. Thật sao, điều này không thể tin được, để mình thử. Chính xác, sô-cô-la bom. Wow, nhìn này, đây là vàng thật mà. Và mình cũng có vậy. Nghe này, một trong hai chúng ta có sô-cô-la đó. Thỏi của mình có mùi rất là thơm, vì vậy mình hy vọng có đồ ngon. Thử đi. Ừ, đúng rồi, của mình có sô-cô-la rồi. Và mình không cần bất kỳ thứ vàng nào. Thật sao? Có lẽ của mình cũng là sô-cô-la. Cái này cần phải kiểm tra. Ừ, sô-cô-la thế nào, thích không? Không, nhìn này, răng của tớ rơi hết rồi. Làm nào bây giờ? Ôi trời ạ, bạn đã làm gì đây? Không sao, mình có kế hoạch. Không ai biết, nhưng mình thực sự là một nha sĩ. Mở miệng ra đi, bây giờ tôi sẽ chữa trị cho bạn. Nào, mình không cần răng của bạn, mình có một ý tưởng tốt hơn. Nào, đưa đây. Oh wow, cảm ơn cậu rất nhiều nhá. Ừ, không sao, mình là bác sĩ mà. Chúng ta hãy nhắm mắt và mở cái này ra nhá. Như này sẽ vui hơn đấy. Ôi trời ạ, cậu ấy ngây thơ lắm sao? Ôi không, của mình có ớt cay sao? Chắc chắn mình không ăn đâu. Nhưng Alex sẽ ăn với niềm vui thôi. Nào mở thôi. Oh wow, mình có ớt sô-cô-la này. Ôi không, mình có cái bình thường rồi. Ôi chắc là nó sẽ là cay lắm đây. Nhưng mà cái đấy phải cho bạn biết. Trong khi đó mình sẽ thử cái ớt ngọt ngào của mình nhé. Ôi trời ạ, ớt của mình từ sô-cô-la nguyên chất. Ôi chắc là bây giờ mình phải thử rồi. Ôi lạ thật đấy, nó không cay chút nào. Nhìn này, nó là kẹo sô-cô-la mà. Ôi, nếu mà của tớ là sô-cô-la thì của cậu là gì? Trời ơi không. Ôi, đây là ớt cay mà, cứu tớ. Mình thậm chí không biết rồi giúp bạn như thế nào. Mặc dù mình nghĩ cái này chắc sẽ cứu bạn đấy. Ôi trời ơi, nó vẫn nóng lắm. Ôi, chờ đã, để mình trở lại. Trong khi bạn đang đi, mình sẽ tự xử lý. Mình sẽ dùng kính này thôi. Đây, dành riêng cho bạn. Cả một thùng sữa nhá, nhắm mắt lại đi. Không. Tớ đã hạ hỏa rồi, không cần có sự giúp đỡ của bạn. Ồ, tuyệt quá, Poppy. Tuyệt quá, mình có thể chọc và bình tĩnh lại. Mình đồng ý. Mình cũng rất là thích Poppy. Nhưng mà bạn không thấy nó lạ. Cưới của chúng ta đều có Poppy. Một trong hai cái này phải nên là sô-cô-la chứ. Nhưng mà cái của mình không thể cắn được. Nhìn này, có một cái dấu chấm hỏi gì đó. Dấu chấm hỏi sao? Mình cũng có một cái như vậy. Hãy thử nhấn nhá. Ôi, đây là một vấn đề khác rồi đấy. Bây giờ mình không chỉ có một đồ chơi cao su, mà lại còn có sô-cô-la coca nữa chứ. Bên trong nhân tiện, cả một lít sô-cô-la này. Sô-cô-la rất là ngon. Rõ ràng là sữa. Đây là loại yêu thích của mình. Mình có một ý tưởng làm thế nào để kết hợp sô-cô-la và Poppit. Poppit là một cái khuôn lý tưởng. Bạn có thể lấp đầy sô-cô-la và có những viên gạch mát mẻ một cách khác thường. Để làm việc này, mình chỉ cần một cái tủ lạnh bình thường thôi. Đấy, thế là sẵn sàng rồi nhá. Bây giờ mình có sô-cô-la mát mẻ và rất là ngon. Ồ, cho tôi thử với. Cái gì nữa? Mình có thể xử lý mà không cần bạn đâu nhá. Bạn ngồi và ghen tị với mình đi. Xem nó ngon như thế nào này. Ôi đồ tham lam. Nhưng mà tại sao mình lại ngồi lâu như thế này nhở? Mình cũng có coca mà. Mình có thể đổ nó vào Poppit và làm một cái gì đó ngon. Điều chính là đừng có quên đặt Poppit vào trong cái tủ lạnh này nhá. Điều gì có thể làm từ coca thông thường chứ? Bây giờ cậu sẽ thấy thôi. Ai đau thế? Nhìn cậu đã làm gì rồi này? Ôi, tớ không muốn như vậy mà. Mình quá vội vàng. Mình chỉ muốn thử coca của mình thôi. Ôi, nhìn nó ngon quá. Cho tớ thử với. Tất nhiên rồi, tớ không tham lam đâu. Ôi, và tất nhiên là cái này là quá dính. Thế nên là tớ nên ăn sô-cô-la của tớ cậu. Thôi được rồi, không có mình, cậu không thể thoát khỏi cái này đâu. Để tớ giúp cậu nhé. Tớ nghĩ là rất là vui đấy. Ừ, tớ đồng ý. Ôi không, mình chỉ không có thiếu cái xương rồng đấy thôi.
Mình cũng có cây xương rồng. Có lẽ nó sẽ là rất gai lắm đấy. Ai, đau thế. Trời ạ, sắc thế không biết. Vậy sao? Vậy thì mình cần kiểm tra cây xương rồng của mình. Ừ, đúng rồi. Chắc là thử nó một tí như thế này. Ôi, ngon thế nhở. Đây không phải là kim. Trời ạ, đây là cái bánh rất là ngon. Và không chỉ có một cái này đâu. Ôi, cuối cùng là của mình nhá. Ôi trời ạ, cây xương rồng của mình bị bỏ lại mà không có kim rồi. Nhưng mình hy vọng nó cũng sẽ ngon. Ôi, quá là tuyệt vời luôn. Ôi trời ạ, nhìn răng màu nâu của cậu đi. Nói ít thôi, ăn nhiều đi. Cây xương rồng của mình là thật. Vì vậy nó không quá đơn giản đâu. Mặc dù mình có một ý tưởng tuyệt vời. Để kim tiêu không can thiệp vào mình chỉ cần cạo chúng đi. Ê, cẩn thận. Cái này nó đang bay ngay vào người mình rồi đến này. Xin lỗi nhá, mình không nhìn thấy. Bây giờ mình có một cây xương rồng hói. Tại sao phải cắn nó khi có thể thử uống nó nhở? Eo ơi, trời ạ, thật là kinh khủng khiếp. Mình cũng muốn thử, cho mình thử đi. Ồ, ok, cậu uống đi. Ôi, eo ơi, ghê thế. Tổng quá trời ạ, tớ nôn mất. Ôi, tớ đã cảnh báo rằng là nó rất là kinh tởm rồi mà. Đây là nước trái cây tuyệt vời nhất mà mình từng thử. Yeah, iPhone mới. Ôi, nếu cậu có thật thì tớ là có sô-cô-la rồi. Tuyệt lắm, cái này là 100% từ sô-cô-la. Hãy nhìn xem, đây là iPhone đầu tiên uống trên thế giới. Ôi, lại còn ăn được nữa chứ. Và rất là ngon. Cậu nhìn iPhone sô-cô-la của cậu tuyệt sao? Nhưng không, tuyệt vời là khi có thể làm những có bất kỳ món nào xuất hiện trước mặt mình như thế này này. Tất cả những thứ mình muốn sẽ ở trên đĩa của mình. Ôi, mình có thể thử được không? Xin đó. Tất nhiên là không rồi. Mình sẽ ăn tất cả những thứ ngon lành này. Ôi, trời ạ, tớ không muốn ăn rán đâu. Alex, cầm lấy này. Cái này là tớ không phiền cho các bạn đâu. Ừ, cảm ơn cậu. À, trời ơi, rán. Cứu. Eo ơi, ghê tởm quá. Trời ạ, đây là rán thực sự mà. Ôi, bây giờ nó trên đầu cậu rồi kìa. Cái gì? Ôi, biến nó đi. Ôi, đối phó được với nó rồi. Ừ, và như một phần thưởng, mình vẫn còn một loại món ngon khác nhau nữa cái này. Ồ, Barbie, nhìn này, đây là máy ảnh thực sự mà. Hãy chụp tớ một lần đi, tớ muốn một bức ảnh tuyệt vời cho mình. Ok. Ồ, rất là tuyệt đấy. Alex, bây giờ có thể chụp ảnh mình được không? Mình cũng muốn bức ảnh tuyệt vời. Ừ, ok. Trông rất là đẹp đấy. Tớ thấy cũng rất là buồn cười. Cái gì buồn cười sao? Cho mình xem đi. Trời ơi, tại sao cậu lại như vậy? Ôi. Oh wow. Trời ạ, không thể tin được. Mình có một cái camera sô-cô-la. Mình không biết là nó ngon như thế nào nhở. Ôi, cậu có nhìn thấy không? Nó biến thành kính sô-cô-la rồi này. Mình không nhìn thấy nó đâu. Mình đã ăn chiếc kính này rồi. Ê, cái này cậu không để lại cho mình một mảnh sao? Nhưng không có gì lạ cả. Vậy thì mình sẽ biến sô-cô-la từ đôi giày của mình. Nó rất là tuyệt vời, ý tưởng tuyệt vời lắm. Ồ, bây giờ giày thể thao cũ của mình đã trở thành sô-cô-la ngon rồi này. Ôi trời ạ, thật là tuyệt vời. Mình cắn một miếng được không? Xin đấy, xin đấy. Trời ạ, tớ sẽ cho cậu cái máy của tớ mà. Không, không được. Vậy thì tớ sẽ tự lấy ảnh của tớ. Không được, cậu không được làm. Ôi, cái này là cái gì vậy? Hình như là Barbie biến thành... Trời ạ, bây giờ cậu ấy sẽ không nói gì đâu. Mình có thể ăn cậu ấy mà sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ôi, nó thật là tuyệt. Và rất là ngon nữa chứ. Vỗ tay và... Thời gian ăn tỏi rồi. Tớ biết nó không có mùi thơm đâu. Của tớ có nhiều, tớ không muốn đâu. Của cậu, tớ có cả một ngọn núi đây này. Tớ có một cái, nhưng cũng không vui chút nào. Ethan, cậu ăn trước đi. Cậu là người đàn ông mà. Ôi, tại sao tớ lại phải ăn? Mùi thật là kinh khủng. Có vị thế nào? Cậu đoán đi, còn tệ hơn ý. Khổ thân nhân dân tội nghiệp.
Ê, bỏ ra. Emma, bây giờ đây là cậu. Ôi, có lẽ vứt nó đi. Không, dừng lại, ăn đi. Ôi trời ạ, à, bốc mùi lắm. Kiều ơi, thật là kinh tởm. Tôi đã nói rồi mà. Julia, chúng tôi đang đợi cậu rồi đấy. Ôi, có ai đang gọi tớ. Ngồi xuống, đừng có nói dối. Thôi được rồi, được rồi. Như thế tốt hơn rồi đấy. Tớ mạnh mẽ, tớ có thể làm được. Ethan, đừng có xấu tính như vậy. Ê, nhìn buồn cười làm sao. Tại sao tớ lại phải ăn cái này? Cậu biết có thiếu gì không? Mà cà rồng. Ôi, đừng có dài dột Ethan. Ôi, còn một chút thôi. Ăn tỏi hoặc là tớ sẽ ăn cậu. Ê, đừng có trêu tớ, tớ đã khó chịu rồi. Ôi, xanh luôn cực kìa. Ôi, tớ sắp chết rồi. Cuối cùng cái rạp chiếc này cũng kết thúc rồi. Và bạn ấy sẽ không bao giờ quay lại với chúng ta. Các bạn đã đánh bại được các ma cà rồng rồi đấy. Vui là vui. Và ăn trưa phải theo đúng lịch trình. Bánh kép. Ethan có một cái, Emma có vài cái, còn Julia có cả một thợ tháp kia kìa. Tớ đói, nên tớ sẽ bắt đầu trước nhá. Để làm sang bánh kếp, tớ sẽ làm với kem và M&M. Và nó thực sự rất là ngon luôn đấy. Ôi, mút cả tay luôn. Emma, bây giờ đến lượt cậu rồi đấy. Ôi, tớ cũng sẽ cải thiện món bánh của mình. Trước tiên, cần tăng nó ra. Cái này sẽ giúp tớ. Còn bây giờ là thời gian ăn bánh kem rồi. Cả một đống luôn. Và cả kẹo dẻo ở trên đó. Gần như giống một chiếc bánh vậy. Nó rất lớn và rất là ngon. Ôi, tại sao cậu có thể cho hết vào miệng vậy? Đừng lo, tớ có thể ăn món ngon như vậy đấy. Tớ cũng muốn ăn như vậy. Ethan, đưa cái tớ cái lăn đi. Đây, cậu cầm lấy đi. Như này này, như này này. À, trời ạ, à, đổ hết rồi. Ê, cậu đổ hết cả vào người chúng tớ rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Nhận đi, nhận đi. Còn bây giờ, kẹo cao su. Ethan có rất là nhiều. Julia có ít hơn một chút. Còn Emma thì bằng lòng với một cái. Đừng buồn. Ồ. Ê, đi đi, kẹo cao su là của tớ. Nào, chúng ta bắt đầu nhá. Ồ, ngon thật đấy. Nó thật là nhiều. Để xem cậu có đủ không nhá. Ôi, tấm miệng tớ rất là lớn, tớ ăn được hết. Ôi, tớ cũng có một cái mà. Ê, Julia, tớ có việc với cậu này. Ồ, hãy thôi miên bạn ấy nhá. Chúng ta sẽ lấy tất cả. Đúng, ok, chuẩn luôn. Tớ chỉ cần một cái vòng này thôi. Ê, Ethan, cậu muốn gì? Nhìn này. Ê, được rồi này. Ôi, bây giờ phải buộc tay lại và lấy kẹo cao su thôi. Ê, trời ạ, đây là của tớ. Không công bằng. Thôi đi, nó là của chúng tớ rồi. Ôi, trả lại những tên trộm. Tớ đã tràn ngầy với tiếng la hét của cậu rồi. Cần phải cái gì đó để cậu im lặng. Đây, kẹo cao su sẽ làm được thôi. Ý tưởng tuyệt vời đấy. 1, 2, 3. Và quả chanh thấp sáng bàn của chúng tớ rồi. Tớ biết bạn không thích chúng. Nhưng Emma có rất nhiều. Ethan có một cái nhỏ hơn. Còn Julia có một cái thôi. Julia ăn đi. Thôi được rồi. Eo ơi, chua thế. Eo ơi, kinh khủng. Nào Ethan, cậu ăn đi. Được rồi. Trời ạ. Ôi trời ơi, chua quá, tớ khóc rồi. Emma, thử đi. Dễ dàng thôi. Chua, nhưng mà có thể ăn được. Mặc dù không, thật là kinh tởm. Nhổ ra đi. Hoặc có thể nước trái cây sẽ cứu chúng ta. Ý tưởng tuyệt vời đấy, Julia. Đây, cái vòi đặc biệt đây. Ethan cho tớ một ly nhá. Này, cầm lấy. Ồ, được rồi này. Một cốc có vẻ không đủ. Không sao, tớ vẫn còn một cốc nữa.
Ôi, hai cái không đủ đâu. Thêm đi. Đây, có cái này. Ôi, và nó cũng sắp kết thúc rồi. Ôi, đừng có làm đổ ra nhá. Ê, cầm lấy đĩa đi này. Trời ạ, không được chút nào. Thôi, đủ rồi, lấy thêm bát đĩa đi. Ôi, các bạn thật là buồn cười. Eo ơi, chua thật đấy. Ethan, thôi nào làm gì đó đi. Dễ dàng. Hot dog. Emma có một cái, Julia có nhiều hơn. Và Ethan có hàng trăm cái. Tớ muốn ăn cái đầu tiên và đổ thêm nước sốt cà chua sẽ tốt lắm. Và mù tạt nữa. Còn tớ thì sao? Đi ra chỗ khác đi, đến lúc phải thử rồi. Ôi, món này ngon thật đấy. Ôi, trông ngon miệng thật. Ethan ăn đi. Bây giờ sẽ rất ngon đây. Emma, tớ có thể nước sốt được không? Tất nhiên rồi, lấy đi. Thiệt lắm. Tớ thậm chí không biết làm nào để lấy nó đây. Ethan tham ăn thật đấy. Ôi, tớ không thể nào mà dừng được. Bây giờ đấy là tớ. Nếu mà... À, tất nhiên rồi. Ê, chuyện gì vậy? Bây giờ tớ sẽ chơi khăm kẻ háu ăn của chúng ta. Cậu ấy sẽ thích quả bóng như thế nào nhỉ? Ethan, cái này dành cho cậu. Ồ, lại thêm hot dog sao? Ok, không bao giờ là quá ít đâu. Ui! Ha, trời ạ, buồn cười quá. Điều gì có thể tốt hơn? Kẹo cao su với cả chupa chups. Tớ nghĩ là không có gì đâu. Julia có rất nhiều, Ethan có ít hơn. Emma không may, chỉ có một cái thôi. Trời ạ, tớ muốn nhiều hơn đấy. Tớ thì có đủ. Trời ạ, tớ sẽ nhai đống kẹo cao su này đến hết đời mất. Hay quá. Ồ, wow, nhìn kìa. Nhìn đi, của tớ có nhiều hơn. Hai lần vớt và mọi kẹo cao su đều trong miệng tớ rồi. Ôi, chúng ngon làm sao. Xem có bao nhiêu này. Ôi, đừng khoe khoang nữa. Mặc dù tớ có ít hơn, nhưng mà kẹo cao su của tớ vẫn là kẹo cao su. Nó rất là ngon. Còn tớ thì có muốn nhiều hơn. Đúng rồi, là một ít ma thuật. Và nhìn gói của tớ to chân này. Ồ, cậu là một ảo thuật gia thực sự đấy. Bây giờ thì tớ cũng có rất là nhiều kẹo. Ấm. Ê, các bạn thích bong bóng của tớ không? Ôi, giữ lên tớ, tớ đang bay. Không biết tớ có thể làm điều đó không nhỉ? Ôi, và tớ cũng thế, tớ cũng bay kia mất rồi, bay. Emma nhìn kìa, bạn ấy bay đi kìa. Cái gì vậy? Emma, cậu cũng vậy sao? Ôi, tất cả các bạn bay đi đâu vậy?